size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Kiểm chứng ngay sản phẩm kẹo mầm lúa mạch Cơm của Thảo Mộc 37, tăng kích thước vòng 1 tự nhiên, hiệu quả nhất thị trường. Kẹo mầm lúa mạch Cơm của Thảo Mộc 37 giúp chị em nhanh chóng sở hữu vòng 1 căng tròn, săn chắc, thân hình sexy, quyến rũ. Sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm chặt chẽ và cấp phép lưu hành rộng rãi và được các chương trình truyền hình lớn tin tưởng phát sóng trong 2 năm qua. Kẹo mầm lúa mạch Gold với 100% thành phần thiên nhiên giúp chị em tăng size vào một hiệu quả và nhanh chóng, cải thiện nội tiết tố và chống khô hạn. Thành phần sâm tố nữ nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan giúp tăng size vào một gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Và sự kết hợp hoàn hảo giữa mầm đậu nành và mầm lúa mạch giúp tăng nội tiết tố nữ, tăng kích thước vòng 1, đồng thời giảm mỡ ở bụng, bắp tay, bắp chân cho bạn một thân hình chuẩn đẹp như ý. Đặc biệt là trong sản phẩm này thì có thành phần cao trinh nữ giúp làm kiềm, thu nhỏ khối u nhân xơ lành tính, nên những chị em nào gặp tình trạng này thì vẫn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này nhé. Ngoài ra, thành phần collagen từ tảo biển trong kẹo giúp giữ ẩm cho da, làm mềm da, chống lão hóa và ngăn các đốm sắc hình thành trên da. Sản phẩm còn giúp da trắng mịn tự nhiên, điều hòa kinh nguyệt và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Nhiều người cứ nghĩ là mình vừa mới đi nâng cấp vòng 1 hay sao mà sinh hai bé rồi vòng 1 của mình vẫn căng và đẹp như vậy. Mình thì thật sự là cũng không có điều kiện để đi nâng cấp. Dạo gần đây thấy nhiều chị em sử dụng kẹo mầm lúa mạch Gold nên mình quyết định sử dụng thêm sao. Sau khi sinh bạn thứ hai xong, vòng 1 của mình bị chảy xệ rất là nhiều, da cũng trở nên thâm sạm. Lúc ấy mình cảm thấy rất là mất tự tin, cảm giác chuyện tình cảm của vợ chồng mình cũng không được mặn mà như trước nữa. Lúc ấy mình stress rất là nhiều. Thật may mình đã biết đến sản phẩm kẹo mầm lúa mạch Gold của Thảo Mộc 37. Sau khi sử dụng mình cảm thấy rất là bất ngờ. Mặc dù chưa sử dụng hết liệu trình 5 hộp, thế nhưng mình đã cảm nhận rõ vòng 1 của mình căng tròn hơn, săn chắc hơn và đặc biệt là tăng size rõ rệt. Da cũng trở nên mịn màng và trắng sáng hơn. Mình cảm thấy rất là hài lòng khi sử dụng sản phẩm này. Mình là Hoài, năm nay mình 23 tuổi. Trước đây thì vòng 1 của mình khá là lép, không dám mặc những cái bộ đồ sexy như thế này đâu. Nhưng mà từ khi mình sử dụng kẹo mầm lúa mạch Gold thì mình đã có một cái vòng 1 căng tròn và đẹp như thế này đấy ạ. Và sau 2 liệu trình sử dụng sản phẩm này thì mình cảm thấy là vòng 1 của mình tăng size rất là nhanh và săn chắc nữa. Đặc biệt là em này ăn rất là thơm ngon như kẹo luôn các bạn ạ. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, chỉ cần nhai 4 viên buổi sáng và 4 viên buổi tối thôi. Nói chung là mình cảm thấy rất là hài lòng với cái sản phẩm này. Cải thiện kích thước vòng 1 gấp 20 lần các sản phẩm thông thường. Bất kỳ chị em nào cũng có thể tự tin với vòng 1 luôn căng đẹp, săn chắc nhờ kẹo mầm lúa mạch Gold của Thảo Mộc 37. Thảo Mộc 37 giới thiệu đến bạn liệu trình sử dụng hợp lý. Một hộp giá 180.000. Chưa sinh con dùng liệu trình 2 hộp 250.000. Đã sinh con và dưới 35 tuổi dùng liệu trình 5 hộp được áp dụng giá sỉ chỉ 430.000. Trên 35 tuổi dùng liệu trình 10 hộp được áp dụng với giá sỉ vô cùng ưu đãi chỉ 780.000. Ngay bây giờ thì hãy để lại số điện thoại dưới video và nhận tư vấn chi tiết từ chúng tôi. Chúc bạn sớm có được vòng 1 khỏe đẹp như ý.